kính chào quý cô bác anh chị các bạn và các em một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện tâm linh có thật với tựa đề đứa con cầu tự các bạn có ai từng cầu con chưa kiểu như đi lễ đền lễ chùa cầu sinh con ấy cầu xong có đến tạ lễ hay không để mình kể cho mọi người nghe câu chuyện về gia đình bà chị Nhà bác sinh được bốn người con gái, con lớn nhất bây giờ cũng đã 40 tuổi rồi. Bình thường ông bà ít đi lễ chùa lắm. Hai bác đều là thầy giáo làng cả. Cách đây 17 năm, khi ấy bốn chị đều đã lớn. Hai bác ở quê là trưởng nên họ cũng bị họ hàng nói ra nói vào vì không sinh được con trai nối dõi tông đường. Thời ấy, cả hai bác đi dạy ở trường rồi cũng tranh thủ mở lớp dạy thêm ở nhà. Kinh tế không giàu nhưng mà cũng không phải thuộc dạng khó khăn. Chị lớn lúc ấy học xong sư phạm ra trường, đi làm cùng trường với hai bác. Chị ấy dạy ngoại ngữ, hai bác cùng dạy toán. Một lần cả hai bác cùng đi lễ chùa Lúc lễ xong, bác gái buộc miệng xin thêm mụn con trai. Bác là xin vậy thôi, chứ thực tình hai bác không mê tín Nhưng sau lần ấy về, bác gái thấy mệt, rồi bụng to dần lên, vì lúc ấy bác cũng đã 46 tuổi rồi. Kinh nguyệt tháng có tháng không. Đầu tiên bác nghĩ là bị bệnh, nhưng sau đó lại thèm ăn ngọt, nên đoán là có thai bác đi khám ai ngờ có thai thật. Lúc ấy hai bác bất ngờ lắm. Các chị cũng mừng vì mong bố mẹ sinh thêm được cậu em trai để mỗi lần cúng bái đỡ bị các cụ nói. Quả nhiên đến ngày sinh, bác sinh được anh con trai bụ bẩm. Cả nhà cả họ đều mừng, mọi người đến thăm như đi hội. Hai bác thì vui nhất, bác trai sung sướng ngày nào cũng vừa đạp xe đi làm vừa huýt sáo nhất là lúc bác đi qua mấy nhà trước đây chê bác không biết đẻ chê bác cả đời chăn vịt bác cố ý hát cuộc đời vẫn đẹp sao nhà mình ở cạnh nhà bác nên suốt ngày mình nghe bác kể chuyện về con trai mấy ông hàng xóm đánh cờ tướng còn bảo bác gừng càng già càng cay thế nào mà tòi ra hẳn cục giống. Anh con bác sinh ra trắng như trứng gà bóc, cả nhà thì da ngâm, tự dưng sinh anh ra trắng lắm. Mấy chị suốt ngày tranh nhau bế, có điều lạ là anh mọc răng rất sớm, bình thường người ta phải 6-7 tháng mới mọc răng, thì anh 2 tháng đã mọc răng, lại mọc một lúc liền mấy cái các bác thì tự hào vì già lại đẻ được con trai hơn thế con trai lại nhanh nhẹn lạ thường hơn những đứa trẻ khác điển hình từ việc mọc răng sớm này anh không khóc nhè bác sinh con mà người ra vào thăm hỏi nhiều vô kể nhưng chưa khi nào anh bị khóc hay bị vía như những đứa trẻ khác với cả hai bác là giáo viên nên cũng chả mấy tin cái đó anh mọc răng là biết lạy luôn, bây giờ cũng có nhiều bạn lạy sớm. Chính như con mình cũng 2 tháng 15 ngày là biết lạy. Mà anh ấy lạy xong, trường rồi bò, đến đi cũng sớm hơn tất cả những đứa trẻ trong xóm. Người ta sinh cùng tháng, mới biết bò thì anh đã lon ton tập đi. Miệng anh nói suốt ngày, Ai cũng bảo nhanh biết đi thì chậm biết nói, đằng này anh cũng nhanh biết đi và cũng nhanh biết nói, mới 9 tháng đi cứng lại còn biết gọi nữa. Cả xóm cứ bảo sau lớn lên thành thần đồng cho xem. Rồi anh 2 tuổi nhưng nói chuyện như người lớn, bé tí nhưng lại thích học, anh suốt ngày theo chị cả học, anh nói được cả tiếng Anh. Hồi ấy tôi cấp 3 nói tiếng Anh còn kém hơn cả anh ấy mới 2 tuổi. Các bác cứ bảo lớn lên sẽ cho đi nước ngoài du học. Mà anh bảo anh không đi nước ngoài, anh ở nhà với bố mẹ vì anh quý bố mẹ. Khi anh lên ba thì lại nổi tiếng vì biết làm toán. Nhiều người cứ bảo anh là con nhà nòi vì cả bố mẹ đều dạy toán, nên con biết tính toán từ sớm, anh có thể cộng trừ trong phạm vi ba con số mà tất cả đều là tính nhẩm lúc đầu các bác còn không tin khi thấy mấy đứa hàng xóm bảo anh cộng nhanh hơn đứa lớp ba các bác mới hỏi thử thì anh đều làm được lúc đó ở quê tôi có nạn đánh đề lúc bác chở anh đi qua hàng đề anh bảo bác vào đánh đi anh đọc số mà bác không chơi, bác bảo đánh đề thì ra đê mà ở. Vậy là anh xui số nào thì tối đó phát y chang số đó. Cả nhà sợ hết hồn. Nếu bảo trùng một lần, hai lần thì còn bảo là trùng hợp ngẫu nhiên. Đằng này lần nào anh nói cũng trúng. Có điều khi nào anh nói ra thì được, mà ai hỏi thì nhất định không mở miệng. Bác còn hỏi anh tại sao biết, anh bảo răng tự anh biết không cần ai bảo nhiều lần mọi người tập trung hỏi hai bác làm thế nào dạy được cậu con trai đã ngoan lại giỏi như thế các bác cứ cười xong bảo thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh anh lại bảo cháu tự biết đấy không phải bố mẹ cháu dạy đâu cháu còn biết nhiều cái nữa cơ mọi người nghe vậy lại phá lên cười Xong bảo anh là ông trạng non Ông trạng non thông minh, nhanh nhẹn Lại nói chuyện dễ thương Nên ai cũng quý hết Nhất là tụi mình Tụi mình thích bế anh đi chơi Tại anh lại đẹp như trong tranh nữa Ngày ấy ở quê mình ít khi tổ chức sinh nhật Hôm anh tròn 3 tuổi Các chị thì đi học với đi làm Hai bác đi dạy sáng Chiều thì ở nhà dạy thêm Nhà bác ở quê có vườn cũng nuôi gà với trồng rau quả các loại. Bác không xây hàng rào mà toàn cắm tre rồi căng lưới trắng. Riêng phía sau nhà thì bác lấy bàn ghế cũ hỏng chèn sát vào nhau để chắn vì sợ trẻ con ra vườn rau ngã xuống rạch nước. Ăn trưa xong anh đi ngủ, chiều dậy anh đi chơi ở sân, lúc thì chạy vào trong phòng dạy học của bố mẹ rồi ai mãi miết của người ấy, đến lúc chiều chị lớn đi dạy về mới hỏi cô hậu đâu, lúc bấy giờ cả nhà mới tá hỏa đi tìm, gọi hết hàng xóm cũng không thấy. Hai bác với cả xóm nháo nhác đi tìm anh mà tìm mãi không thấy đâu, cả xóm cũng chẳng ai thấy anh ở đâu. Bọn trẻ trong xóm bảo là cả buổi chiều không gặp hậu mấy đứa lít nhít bảo lúc sáng cháu chơi với chú hậu vì anh bé mà được gọi là chú là do vai vế trong họ lúc sáng tụi cháu chơi với chú hậu còn bảo đến chào mọi người vì chú ấy về nhà mấy đứa lớn mới hỏi nhà ngay ở đây mà cũng bày đặt chào để về nhà chú ấy bảo chú ấy về nhà khác cơ nhà chú ấy ở xa lắm hai bác với mấy chị khóc hết nước mắt hàng xóm bảo hay là anh đi đâu bị lạc mất rồi nhưng nhà hai bác đóng cổng anh không thể mở cổng ra đi nếu có đi đâu thì sẽ là người trong xóm sẽ dắt đi mà trước giờ anh thông minh lắm không bao giờ đi với người lạ người quen dắt đi đâu cũng nhớ đường tự đi về một mình được mà không hề lạc có lần bác chở anh đi chơi xa lắm mà bác bảo quên đường về anh còn chỉ bác về đúng đường tới nhà luôn mọi người trong xóm tập trung mò mấy cái ao mà không thấy lúc bấy giờ có người bảo hay anh ra đằng sau vườn tại phía sau vườn có cái rãnh nước bác lắc đầu bảo anh không thể ra sau vườn tại bác đã kê bàn ghế chặn kính phía sau đến người lớn muốn ra còn không nổi nữa là đứa bé mới lên ba trời quê tối nhanh Mọi người tìm tới tìm lui cũng không thấy Nên người thì về nhà lo cơm cháo Người thì ở lại cùng bàn bạc tiếp tục tìm Các ông, các bà, các cụ Thì trách móc có nỗi mụn con Nối giỏi mà không trông coi cho cẩn thận Mãi mê ham kiếm tiền Để anh lạc đi đâu mất Cả nhà rối như tơ vò Đêm muộn, mọi người vẫn soi đèn đi tìm, các bác cứ chạy hết ngõ ngách mà không thấy anh ở đâu. Cả đêm mọi người thức trắng đi tìm như thế. Bác gái khóc không thành tiếng, có người bảo hay là anh bị ma giấu, bác trai còn mắng ác đi rằng làm gì có ma quỷ ở đâu ra mà giấu. Bác gái nghe thấy vậy bất chấp, cứ đốt hương thắp gia tiên rồi vái lại xin các cụ phù hộ cho anh ấy được bình an. Sáng sớm hôm sau, hàng xóm lại tập trung tìm tiếp. Lúc bấy giờ, các chú bảo bác đã tìm hết xung quanh rồi, chỉ còn cái vườn phía sau chưa tìm. Mọi người kéo ra phía sau. Tại bàn ghế chất khá dày và kín nên mọi người phải kéo một lúc mới bỏ ra ngoài lấy lối đi vào trong vườn. Trường học thay bàn ghế nên hai bác xin bàn ghế cũ hỏng về sửa sửa để làm bàn ghế dạy thêm ở nhà những cái không dùng đến thì xếp ra phía sau làm vách ngăn với cái khu rãnh nước phía sau lúc ấy chị thùy là người vào vườn đầu tiên vườn có luống cà chua mới trồng còn lại là toàn là chuối cuối vườn có cái rãnh chạy dọc ở quê ngày trước ít xây tường bao mà cứ đào rãnh nước coi như là ranh giới giữa các mảnh đất với nhau phía bên vườn bên kia rảnh toàn là cây dành dành mọc kín như hàng rào. Mọi người ào ra tìm phía rảnh nước, nhưng không thấy. Rảnh nước rất nông, lại đang cạn, nên nhìn qua là thấy ngay. Tất cả cố nhảy sang bên phía bên kia cái rảnh, sang khu vườn kia tìm lan ra những ao khác xem có thấy hay không. Thì bên này chị Thùy hét lên. Hậu ơi, sao em lại ở dưới đấy? nói rồi chị thùy nhảy xuống bế anh ấy lên mọi người nghe tiếng chị thùy gọi lật đật quay lại phía chị thùy ai cũng bất ngờ khi thấy anh ở trong cái hố vôi hố nhỏ không quá to và chỉ sâu chừng chưa tới một mét để tôi vôi lúc dùng xong cái hố vôi thì không lấp đi mà bác bảo giữ lại để ít bữa nữa nếu có làm thì đỡ phải đào ai cũng choáng váng khi chứng kiến cảnh ấy. Bác gái thì khóc lên ngất xuống, cả xóm cũng khóc theo. Bác trai chạy ra giật lấy anh từ tay chị Thùy. Sóc lên vai mà vác chạy, bác ấy vừa chạy vừa kêu. Mau tỉnh lại, con mau tỉnh lại cho bố. Mấy người hàng xóm xúm lại giữ bác ấy, mọi người trấn an bác hãy bình tĩnh, tại vì anh ấy đã đi rồi. Bác ấy cứ gào lên rằng không phải, rằng anh ấy mãi chơi nên ngủ quên chứ không phải là đã mất. Chị Thùy ngồi gục xuống cạnh cái hố vôi mà khóc. Chị ấy luôn miệng gọi anh tại sao lại ra sau vườn chơi. Sao lại nhảy xuống hố vôi làm gì? Thật ra cái hố vôi không to và không sâu, nước cũng không nhiều. Có lẽ anh ấy nghịch nên rơi xuống dưới bị sặc nước, không kêu kịp cứu và chết ngạt. Tuy nhiên nghe các chú nói da dẻ anh vẫn trắng hồng y như lúc còn sống thì mọi người cứ thắc mắc mãi về việc đó. Đám tang trẻ con không tổ chức được như người lớn chỉ là các cụ lên báo chính quyền rồi niệm và đưa ra đồng ngay ai cũng khóc thương anh vì quá nhỏ một phần lại là đứa trẻ ngoan và thông minh hai bác thì xót con đến đứng còn không vững bác gái cứ lao vào giữ lấy anh không cho mọi người đưa đi sau sự việc của anh các bác tự trách mình lơ đễnh quá nên mới để anh lang thang chơi một mình đến nỗi bị rơi vào cái hố vôi bác lấp cái hố vôi đó lại bỏ hết bàn ghế thừa đi cho hàng xóm làm củi đung và cắm hàng rào thoáng để dễ nhìn ra phía sau cái rãnh nước ngăn cũng được lấp và xây tường bao tránh để nước ngập nguy hiểm cho trẻ con trong xóm sự việc trôi đi cho đến ngày dỗ đầu của anh các bác cũng làm mấy mâm dỗ và mời thầy về cúng Lúc cúng chẳng biết làm sao, anh lại nhập vào chị Nga là em kế chị Thùy. Chị lăn đùng ra giữa nhà, mọi người bảo vào dỗ đi mà các bác chả tin ma quỷ, nên mắng chị Nga dở trò. Chị Nga òa lên trách các bác sao không nhận ra con. Nói xong thầy bảo mọi người mau hỏi hang là vong nhập chứ không phải chị Nga dở trò đâu. Hai bác cứ một mật không tin. Chị Nga mới nói, hôm nay là sinh nhật lần thứ bốn của con nên con mới về. Năm ngoái sinh nhật ba tuổi con phải đi. Con là con trời, con thông minh như thế cơ mà, bố mẹ không biết à. Bố mẹ đi lễ chùa cầu con mà. Tại bố mẹ hiền lành, thật thà, nên trời thương cho con về làm con bố mẹ. Nhưng ba năm liền, bố mẹ không tín tâm, cũng không đi trả lễ, nên con phải về lại trời duyên của con và bố mẹ mỏng nên chỉ được ba năm ngắn ngủi như thế anh còn liên tục kể lại một số chuyện mà chỉ bản thân hai bác trong cuộc mới biết lúc ấy bác bắt đầu tin chị thùy còn hỏi anh làm sao mà lại chui ra vườn sau bố mẹ đã chặn bàn đến người lớn còn không ra được thì em trèo ra kiểu gì anh ấy nói rằng anh không trèo bàn mà anh chui Lúc ấy anh chơi ở sân, có con gà ở đâu chạy lại, anh chạy theo con gà, thấy nó chui vào trong khe bàn nên anh chui theo. Chui luồn ở trong lại ra được vườn ở đằng sau. Con gà chạy trước anh đi theo sau. Đến cái hố vôi, con gà nhảy qua hố, anh nhảy theo mà lại rơi xuống dưới. Rồi anh kể lại chuyện mọi người tìm kiếm ở đâu chị thùy là người thấy anh đầu tiên rồi chị bế anh lên như thế nào chuyện đã trôi qua một năm liền mà nghe anh kể lại như mới xảy ra hôm qua ai cũng khóc nhất là bác gái bác còn lấy tay đấm ngực thầm thập bảo rằng bác không biết đi trả lễ nếu biết sớm đi trả lễ thì đã không mất anh đau xót như thế anh nói anh thương bố mẹ lắm anh về trời nhưng vẫn theo dõi bố mẹ anh còn bảo ở đời việc gì cũng vậy, có qua phải có lại, lỡ cầu xin mà được lọc thì phải đáp lễ. Cũng sau lần ấy cho đến giờ, hai bác tuyệt nhiên không bao giờ đi lễ đền chùa hay cầu xin bất cứ điều gì. Bác bảo, bác cứ an phận, có duyên ác sẽ có của, xin gì thì xin, nếu xin được cũng sẽ mất khi hết duyên. Câu chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, mình muốn tâm sự một chút về cầu con ai tin hãy tin tới cùng đừng nửa chừng như các bác ấy có con con có duyên sẽ đến với mình là lộc lộc trời thì cũng phải lộc tán kẻo không bền đời người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử nhưng luôn có luật nhân quả Câu chuyện xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện mới mỗi ngày. Xin chào.